Eddie Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến trong chương trình tiếng hát truyền hình VBS ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón một ca sĩ trẻ và với một gương mặt rất là dễ thương, rất là nũng nịu mà tất cả mọi nơi anh đi được rất là nhiều fan ái mộ và hâm mộ tiếng hát cũng như là phong cách trình diễn của anh. Hân hạnh giới thiệu tất cả quý vị nam ca sĩ Justin Nguyễn. Chào Justin. Yeah, em xin chào anh Andy Chris và xin chào quý vị khán giả của VBS. Trở lại với Justin, thì anh em chúng tôi cũng có dịp nói chuyện qua một vài lần. Thì quý vị cũng biết là khi mà Justin đến một cái show nào, hay là một cái vũ trường, hay là một cái đại nhạc hội nào, thì cái đầu tiên tất cả các fan, nhất là những bạn trẻ, những fan trẻ của Justin, không thể nào mà la hét và cũng như là ái mộ một cách phải nói rất là nồng nhiệt, rất là mà sôi động. Thì hôm nay Justin có dịp gặp lại Justin hôm nay rất là vui, là anh biết là Justin đi show rất là nhiều và phải nói là cái số fan của Justin càng ngày nó là càng go up, tức là rất là nhiều, nhiều không thể tưởng. Và nhất là trên những cái Facebook cũng như là trên net thì tất cả các bạn bè đều có những cái comment gọi là rất là funny, vui vẻ. Thì mời Justin trình bày, em có thể trình bày những cái gọi là kỷ niệm gần vui nhất mà em sinh hoạt trong những cái show gần đây nhất. Yeah, cảm ơn anh nhiều. Mà nói chung là tại vì cái show nào em đi thì em cũng cảm thấy quá may mắn và quá hạnh phúc thôi. Thì kỷ niệm nào nó cũng vui vẻ hết. Tại vì miễn sao là tại cái này là cái một cái nghề đam mê, đam yêu của em từ nhỏ đến lớn. Nên cái show nào là cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Thì nếu mà nói chọn một cái thì nó cũng hơi khó. Bây giờ cho anh hỏi, anh biết là khi mà em đến một cái show nào đó nó cũng có nhiều cái niềm vui. Và đặc biệt em rất là thành công. Thì có một cái khó khăn nào mà khi mà trước khi em đến và sau khi em rời khỏi cái show đấy không? Có những cái điều nào mà em phải bâng khuâng là em đến gọi là cái show đó mà nó thiếu sót những cái điều mà em muốn cũng như là show bài cho tất cả các fan của em không? Dạ vâng. Có hai cái mà em, nếu mà anh hỏi như vậy thì có hai cái em nhớ mạnh nhất. Là một là có cái này khoảng chừng 2-3 năm trước, là lúc mà em có đi show bên San Diego, ở trên San Diego. Rồi cái ngày đó em không biết bị cái gì mà em bị bệnh quá trời. Em quá bị bệnh mà em chăm chỉ mồ hôi mà em rung, thật là rung. Mà em muốn ói luôn, cái người em nó không có thoải mái được chút nào hết. Nhưng em lên sân khấu em cũng phải cố gắng em làm. Mà lên sân khấu thì nó sung lên, tự nhiên cái bệnh đau đuối của mình nó bỏ đi hết, nó biến đi mà mình vẫn diễn bình thường. Mà cái thứ nhì nữa là cũng hơi giống như vậy, mà lần này em không có bệnh. Dù là em bị thất tình hay là em bị buồn về gia đình hay cái gì đó, thì em có vài lần mà có mấy cái chuyện đó mà lúc mà mình đi thì mình buồn, mà mình muốn khóc, hay là mình muốn mình cảm thấy trong lòng mình đau khổ mà nó khó chịu, thật là khó chịu. Nhưng mà lên sân khấu mình vẫn phải cười cho khán giả, vui vẻ với khán giả, sung sôi động với khán giả. Anh thấy em đẹp trai như vậy, biết bao nhiêu fan theo em mà em lại bảo là em thất tình. Cái đó có phải là cái chuyện thật hay là em chỉ nói để cho tất cả các fan yêu em nhiều hơn hay không? Thôi anh, đẹp trai hay không đẹp trai thì em không biết, nhưng mà nói chung là người ai cũng là bình thường thôi. Vâng, anh nghĩ không phải là em thất tình, nhưng mà có lẽ, cái này anh không biết, anh chỉ đoán thôi, anh just guess. Có nghĩa là tại vì có nhiều bóng hồng quá, nhiều người đẹp ái mà của em quá, đúng không? Cho nên em phân vân, em không biết chọn ai. Nhưng mà cái chuyện đó thì chắc chắn là sẽ để em trả lời cho tất cả người, gọi là các fan nào mà ái mộ em, ok? Anh respect em vào cái điểm đó, anh tôn trọng em điểm đó. Anh biết là trước khi mà em đi vào cái nghệ thuật mà ca hát, thì em là một cái người vũ công và em nhảy rất là đẹp, em nhảy rất là nhiều show, ok? Thì cho anh hỏi chứ khi nào thì em bắt đầu vào là cái ngành mà dancer, tức là nhảy? Lúc em bắt đầu nhảy là cũng khá lâu rồi, lúc đó là 14 tuổi rồi. 14 tuổi cũng khá lâu lắm. Lúc đó em nhảy tại vì một cô nữ nào mà em rất là yêu mê rồi. Em nhảy để em gần gũi với cổ thôi. Cuối cùng hai người cũng chia tay, nhưng mà em vẫn em vẫn continue cái path của em. Rồi 17-19 tuổi em bắt đầu nhảy cho Mỹ, cho người ca sĩ bên Mỹ này kia. Rồi 20 tuổi em bắt đầu nhảy cho trung tâm Asia và trung tâm tình, với nhiều trung tâm của Việt Nam của mình. Rồi lúc đó em mới học hỏi được nhiều, rồi lúc đó em mới bắt đầu làm ca sĩ. Em nói đó, em đi học nhảy là tại vì em thích một cái cô nào đó, đúng không? Như vậy chắc cái cô đó rất là đẹp và nhảy rất là hay, đúng không? Có phải vì cô đó mà em đi nhảy, hay là em đã thích về cái nghệ thuật nhảy? Buồn cười nếu mà anh hỏi như vậy. Nói chung là cô ấy thì cũng cũng là người tốt thôi. Mà lúc đó là tại vì
mình quá trẻ nên mình cũng không biết mình làm cái gì. Mình Vâng. mê thì mình cảm thấy giống là mình yêu thì mình cứ cứ theo dõi cổ, mình cứ đi theo cổ thôi. Thì thấy là cổ cũng nhảy trong cái nhóm đó thì em Vâng. cũng cố gắng vào nhóm đó gặp nhảy chung với cổ thôi. Vâng. À, xin gọi là từ lúc mà em nói về cái vấn đề mà cái cuộc tình cũng như là em yêu một cái gia nhân đẹp và em thích nhảy như vậy thì cho anh hỏi là chắc chắn em phải có nhiều cái kinh nghiệm về vấn đề mà trong tình yêu. Ở đây anh không có nói chuyện về gọi là mình psychology về vấn đề mà love, ok, nhưng mà anh chỉ muốn em chia sẻ là tại vì em rất là trẻ, em hát em thành công, em nhảy em cũng thành công, em cộng tác nhiều trung tâm đúng không? Thì bây giờ ở đó cho anh hỏi chứ cái người đẹp hay là cái người phụ nữ hay là con girls đó, cái đối tượng của em là cái gì? Em seeking, em looking cái người như thế nào? Em cái đối tượng của em là như thế nào? Em có thể chia sẻ với lại tất cả các bạn trẻ không? Tại vì em biết mọi người đều có một tình yêu, nhưng mà riêng em thì em nghĩ như thế nào? Thì bởi vậy giống anh nói là mỗi người cũng có một cái tình yêu riêng của họ, nên nếu mà nói về đối tượng của em không á thì nó cũng khó nói, tại vì thứ nhất có thể là em vẫn trẻ quá nên em không có đối tượng mà nó exact. Nhưng nếu mà đối tượng overall thì nó rất là dễ, một người nào mà cũng independence mà cũng biết giống là tự lo lắng cho mình nhưng mà không có cần em, nhưng mà cũng nếu mà có cặp với em hay là thương em thì cũng muốn em bên cạnh thôi, Vâng. mà cũng Nghĩa là support chia em, chấp sẻ với nhau và giúp đỡ chung giúp với đỡ nhau. nhau, để nếu mà con em cần cái gì thì cổ cũng giúp em, mà cổ cần cái gì em cũng có thể giúp được cổ chứ không phải là depend on em. Với lại có một cái trái tim, cái quan trọng nhất đối với em là một cái trái tim rất là tốt, thương gia đình, thương người ta, thương nếu mà có anh em hay cái gì mà cũng là biết giúp đóng góp hay là chia sẻ cho người khác, chứ không phải là suy nghĩ về mình, không phải là selfish, không phải là ích kỷ, nói chung là Vâng. Cái bài hát mà em hát vậy. đó, anh nghe cái bài hát là Yêu Về Ai Yêu Về Em, có phải là cái bài hát mà em viết tặng cho cô đó không? Không, mơ ước gì em sáng tác bài đó, bài đó quá hay. Vâng. Nó không, thì bài đó là lúc đó cũng khá lâu, lúc mà em đi Thái Lan chung với tình production là em quay bài đó, À. mà lúc đó thì em hát thì em không hiểu nhiều lắm, mà bây giờ thì em hiểu mà em cũng thích bài đó lắm. Đúng. Em sinh trưởng ở bên này đúng không? Em học ở bên này đúng không? Nhưng mà tiếng Việt của em rất là phải nói là lưu loát, em nói rất là rõ, rất là chuẩn. Thì cho anh hỏi chứ khi mà em hát cái bài nhạc Việt, nhất là cái bài mà em vừa nói, lúc mà em hát cái bài đó em không hiểu nhiều, ok, thì khi mà em hát em thâu ăn như vậy làm sao em nhập tâm vô được? Thì nói chung là lần hồi xưa thì lúc mà em mới bắt đầu hát, mà tiếng Việt của em thứ nhất là lúc đó em không nói tiếng Việt được. Rồi em bắt đầu Oh, I see. em học tiếng Việt, em học, mà em học là em không có ai dạy cho em, thì em ở nhà để em lên karaoke rồi em hát qua hát lại hoài luôn. Rồi lúc đó em mới thuộc cái lời, rồi lúc đó em mới phát âm nó đỡ đỡ hơn tí xíu. Rồi xong em mới bắt đầu tiếp xúc với nhiều người, bạn bè mà người Việt Nam, tại trước đó em không có tiếp xúc người nhiều người Việt, chỉ có gia đình của em mà về nhà mình cũng không nói chuyện nhiều. Thì tiếp xúc bạn bè người Việt Nam, rồi lúc mà em có về về nước Việt Nam, rồi em cũng làm việc một tí xíu ở ở Việt Nam, rồi lúc đó em tiếp xúc càng thêm, rồi cái phát âm nó đỡ hơn. Mà lúc mà hát thì trước đó, bây giờ thì em hiểu nhiều hơn rồi, em mà đọc cái bài nào thì em cũng hiểu cái ý nghĩa của nó. Mà lúc đó thì mới bắt đầu thì em cũng phải hỏi gia đình của em, một là bố của em, còn hai là ông nội, còn hay là nếu bạn bè của em mà đang giúp đỡ em thì nói là cái ý nghĩa này, cái khúc này là cái gì, cái khúc này là cái gì, nó đang nói cái gì. Có mấy cái này như vậy quá, anh yêu em thì mình cũng ai cũng biết, anh nhớ em hay anh lẻ loi thì mình biết, nhưng mà có mấy cái Danh từ từ danh từ mà nó rất là đặc biệt mà nó khó giống là cái thơ đó là thì nó cái khó. đó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà bây giờ thì tại mình hát lâu quá thì em cũng quen rồi, bây giờ nếu mà em đọc thì sơ sơ em cũng nói chung là hiểu nguyên cái bài rồi, chỉ có vẫn có cái từ nào mà nó khó thì em vẫn sẽ hỏi ông nội hay là bố của Ok. Em nói tiếng Việt thì anh thấy là em như một người Việt trăm phần em. trăm thuần thí. Chính ngay cả anh nhiều khi mà anh muốn diễn tả như vậy anh cũng phải suy nghĩ gọi là đôi giây hoặc là đôi phút. Cho anh hỏi chứ em trình diễn như vậy xong rồi khi mà em sang ở bên Thái Lan như vậy em hát cái bản nhạc Việt Nam nhưng mà cái phong cảnh mà em quay ở đó là ở bên Thái Lan đúng không? Thì khi mà em qua một cái xứ ngoài không phải là xứ Mỹ, tại vì em rất là quen thuộc cái environment ở đây, tức là cái không khí ở đây. Em qua bên đó em hát cái bài nhạc Việt xong rồi khi mà em tập dượt như vậy đó thì người ta quay phim như vậy đó, em có cái gì bỡ ngỡ không? Ở tại Thái Lan không? Nói thật thì không, lý do là tại vì mình có nhiều thời gian ở bên đó đó anh. Lúc mà em mới qua đó thì em cũng chuẩn bị trước 3 tuần. Thì cái tuần cuối là lúc đó mình quay nhiều lắm. Mà trước khi 3 tuần, lý do là em đi sớm hơn là tại vì em cũng có dựng nhảy, nên em đi sớm để em dựng nhảy cho cái nhóm nhảy của mình, rồi nên em tập qua tập lại cái bài. Thì lúc mà bắt đầu là quay là thoải mái rồi. Và em chỉ đạo luôn cho cái bài nhảy đó luôn hay Vâng, sao? em tạo ra cái nhảy, em dựng cái nhảy rồi xong em dạy cái nhảy, nên họ bay em ra trước mấy ca sĩ khác thì bay khoảng chừng 2 tuần hay 1 tuần rưỡi, còn em thì ba tuần là em có mặt ở đó Như vậy quả thật thì em có rất là nhiều tài. rồi. Em Cảm ơn anh. soạn những cái bài nhảy xong rồi em
hướng dẫn cho người ta nhảy, coi như là em đạo diễn như vậy. Bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị thưởng thức nhạc phẩm Yêu Vậy Yêu Vì Em do nam ca sĩ Justin Nguyễn trình bày. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin cảm ơn. What's up, ladies and gents? This the remix right here. And she's back. The one and only V Foo. Y'all ready? Kick it. Yêu là mong, yêu là đâu, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em.